bóp đi chứ, đi em tính chưa? Hả? Đi bên tính nè. Hello, xin chào 501 anh em cần thủ. Hôm nay mình đi Bình Đại tiếp. Cái đầm này thì mình cũng đi ké anh em thôi. Đội hình của mình hôm nay là có Kiệt Phạm, Đỗ Minh Quân với lại Henry X. Hồi nãy trên ghe đi vô đầm thì tụi nó ráp cần vô trước hết rồi. Cái xuống đầm thằng Quân với anh Kiệt mỗi thằng làm con trước, mình thì đang ráp cần. Giờ ra đứng quýnh chắc mắc bọc quá. Mà thôi không sao mọi người ha, được đi câu là vui lắm rồi. Quan trọng cá mắm gì, câu cửa miệng của mấy thằng hay mắc bọc. Bữa giờ nói chung là cứ thèm đi câu lắm. Năm nay không được đi biển, không được đi nhiều á, thành ra là giờ còn cái đầm thôi, chơi đầm chứ chơi gì giờ. Với lại mùa cá cháp nè, mình cũng thích cá cháp mà. Nay có mang cái UL theo nữa, tí nữa ráp vô đánh cá cháp thử coi. Quay đi quay lại thì mình vô cái bộ môn câu cá này cũng gần được 3 năm rồi á. Chắc còn khoảng 6 tháng nữa là được 3 năm. Hôm nay kiểm tra YouTube thì thấy mình up được như là 97 cái clip những cái chuyến đi câu của mình. Lâu lâu coi lại cũng thấy vui. Chung YouTube mình chủ yếu mình quay để mình giữ lại kỷ niệm thôi. Lâu mà không được đi câu á, mở ra coi cũng cảm thấy vui lắm. Những kỷ niệm mình được lưu giữ lại. Tiện đây thì mình cũng muốn cảm ơn các bạn, những người mà đã theo dõi cái kênh của mình, hay like, comment, góp vui. Hy vọng các anh em vẫn luôn theo dõi và ủng hộ kênh của mình, hoặc là coi những cái chuyến đi câu của mình. Có mấy anh em mới tập lua cũng hay hỏi mình làm sao để câu cá chẽm. Thì mình cũng có biết gì nhiều đâu. Chủ yếu là mình may mắn là thứ nhất. Thứ hai thì mình nhắm được cái tầng nước của mấy con mồi mình sử dụng. Rồi mình nhắm những cái bụi, những cái góc nào theo kinh nghiệm mình dần dần thì mình sẽ biết được một số điểm cá nó nằm. Giống như có những cái bụi trà ở giữa gì đó thì thường cá nó sẽ nằm như đó. Đánh không có thì mình lại đi bụi khác thôi, chứ cũng không có hay gì. Quan trọng là cái sức bền của mình nữa cơ. Tại vì cái đầm mình đi câu vậy nó rất là rộng. Phải có sức bền mình đi đánh cả nguyên cái đầm như vậy, đi nhiều khi đi cả hai vòng. Vô dính rồi anh em. Con đầu tiên trong ngày của mình á, sáng giờ đánh chưa có ăn một con nào hết trơn. Giờ là cái đầu tiên nè, cố gắng bắt cho được. Cá này khỏe mọi người, tầm hơn 2 kg mà nó chạy cũng cứng vậy. Mình xài máy 4.000 mà nó chạy cứng ngắt rồi. Có nhiều anh em đánh hay nói mình là dìm cái đầu cần xuống để cho cá chẽm nó đừng có nhảy. Nhưng mà thật ra mình đi làm phim mà
lại thích con cá nó nhảy như vậy, cái cảm giác nó lý thú hơn. Mình thì bây giờ cá chẽm mình câu cũng nhiều rồi, mình thích cái cảm giác mà nó chạy với nó nhảy như vậy hơn là mình bắt được con cá. Bắt được con cá với mình nó không có quan trọng nữa. Chủ yếu là cái cảm giác của mình khi đi câu á, mình cảm thấy vui là được. Chứ bây giờ mình câu con cá, có những con cá nhỏ quá thì mình thả đi cho nó lớn lên rồi mình câu tiếp. Mồi Megabara đúng 95 nha mọi người. Còn trường hợp nào chủ đầm người ta khó quá, người ta sợ phá tôm ăn tôm á, thì mình thả ra mà xong không? Thường mình thả ra mà xong không à? Tự sinh tự diệt vậy. Bây giờ cứ nói là ra sông thì nó bị lưới, bị chích điện này nọ, chuyện đó là một chuyện khác. Trời má, nó câu trộm một vàng luôn mà con ơi. Trời ơi, nó câu trộm. Câu trộm nó đứng dàn hàng về sao còn cá nữa. Ê, né 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 cho tao câu với nha. Mấy đứng nghe tiếng rắc cho nó sướng à. Má nghe xong cựng 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 lên luôn. Má mỗi lần giật cá xong nó nghe rắc cựng cựng. Đã ra. Chưa ra. Ra trong luôn. Điệp mẹ gì trà dưới. Trà một nuôi. Nhí nhí gì nằm đó quá trời, sao có chẽm được. Rồi. Ủa, cái đối con nằm một bầy mà quăng vô làm chi. Chẽm vô mày chí. Mà rong không. Có mấy anh em nói mua mồi UL ném không có xa. Mình nghĩ chắc là không có phù hợp dây hay sao á. Chứ thường thường mồi dưới 5g bạn phải đánh dây khoảng chừng 0.8. Thì coi như trong cái chảng này mình đánh cái chảng này là khoảng 7-80m hơn á. Mình ném phát vô trong giữa luôn à. Giờ mình thử đánh con Bob Megabass đi. Baby Bob. Gam mình ném 6-70m bình thường à. Deep mà tắt. Thank you.
chém kìa. Lỗ nào? Tập trà hả? Má, căng không? Ây da. Má, cái dầm. Nói rồi. Không gỡ là còn nữa. Má nó rút nguyên con sa su kê mập cái hồng luôn. Ở giữa hai cây nó gốc mình nghĩ nó còn nữa. Chính xác đập mạnh lên. Ngắm xuống. Mày dụ tao mất mồi hả mày? Chết cha, nó cuốn vô trà rồi. Khả năng nó cuốn vô trà các bạn. Mà mấy cái trường hợp này các bạn đừng có vội mà bứt ra, cứ để nhấp nhấp nhấp. Từ hồi tự động nó chạy ra. Chứ cũng hên xui. Có lúc nó cuốn cả vòng ở dưới. Thì những cái lúc như vậy bạn cứ xả rắc ra cho nó chạy. Chạy mệt tự động nó nổi lên. Con mồi này là con Duel Jackpot 90. Con này action đẹp lắm nha, với lại nó tải lưỡi cũng lớn. Đánh con này tự tin rồi. Cân hai cái lưỡi số 6 4 ít rồi nảy cá thoải mái. Con này nhỏ hả? Bắt rồi. Trời
Đố anh em món gì đây? Hủ tiếu sa tế Mỹ Tho. Anh em dân câu mà chưa có ăn cái này thì rất là tiếc nha. Dưa leo được không? Chỉ câu về là phải ghé Mỹ Tho ăn cái này. Dưa leo được.